Con ơi chớ bao giờ rồi.
dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa. Còn gần anh một giây phút thôi, một giây nữa tôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nỗi đôi lòng lòng chưa mưa nhớ còn lại vuốt tóc lời tình thương
sách vở học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờ, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chim ngưỡng, cổ em cao tay mười ngón thiên thần, tóc em xanh trùng dương sóng gọi. Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng. Anh đi rồi còn ai tình tư, đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ. Phút yêu em dấu lần quá khứ, nụ hôn đầu rụng xuống ơ thơ. Còn ai vuốt tóc lời tình thương sách vở học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờ, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chim ngưỡng, cổ em cao tay mười ngón thiên thần, em xanh trùng dương sóng gọi. Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng. Anh đi rồi còn ai tình tự, đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ. Phút yêu em dấu lần quá khứ, nụ hôn đầu rụng xuống. Bye.
thẳng đường thì chỗ thiền thâu hòa thiền do ngài đại đây. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con đồng chí Ngô Thị Cẩm Vân, đảng ủy viên.
lại đi con, quay lại, quay lại, ông Tám không quay lại, quay lại. Thank you.
Thành Hoàng, phường Đức Hoa, phường Đức Phước, phường Cẩm Linh, đồng công đối trước lên tiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị quý cùng quý các lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể thiện nguyện, kính thưa ban tổ chức tang lễ, hôm nay chư tôn thiền đức tăng các đạo tràng chùa Thiền Hòa, xã Hậu Mỹ Bắc A, chùa Quảng Phước, xã Hậu Thành thuộc huyện Cái Bè, chùa Vạn Linh, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, chùa Nhất Hoa, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, được tin có Phật tử Thiện Đức tế dân lương dân Hoàng Diệu qua một cơn bạo bệnh đã bỏ cái quyển thân trở về nơi dịch nhà. Trước sự bất mát vô cùng to lớn, chư tôn thiền đức tăng quý vị phật tử đồng cung đối nước linh tiền để kính viếng phân tu, và đồng thời kính viếng và chư tôn thiền đức và phật tử sẽ có một khóa lễ tụng kinh trước cầu nguyện nhất linh của phật tử thiền đức lương dân Hoàng Diệu thừa tư công đức đốc xã Lê Đồn, đồng thời trì an trì phật trì phước và tham quan hiếu biến trong nên khi lễ kính viếng tăng ương kính đến chư vị các quý quý các lãnh đạo ban tăng lễ sẽ quan lý đồng an tọa nơi đặt đường dùng nước dùng bữa cơm sẵn sàng với tham quan hiếu biến. Và đồng thời chư tôn thiền đức tăng ni và phật tử công đối dùng cái thiền kiến tăng ni đang ngồi tham dự cô ấy như phật giả thích ca sư a di các đại chúng nhân ai ơi tăng nhân có phật tử thiền thần tới lại nhân viên giá hạt lực vô thường thân lễ xưa nay lương nguyện thần sống ở coi thần nhân nhân án thật diệt vô tôi nam mô cúng dường nam mô cúng dường nam mô sanh tịnh độ cồn nam mô sanh tịnh toàn thể chư tôn đức chư phật tử đạo tăng kính viếng tâm tư thầy cho chân nhân phật tử bốn đạo tràng và kính viếng tâm tư nơi lưng cũng đã xong. Mời là chư tôn thiền đức lục đại thọ sư tổ đại chứng minh nam mô hộ mình giao chỗ cứu cầu hoàn tôn cứu vạn linh đồ đại nguyện diệt tạng áp sát đại chứng minh đăng môn an môn hiếu quyến tiền thiền tượng tiền thiền tượng theo đám mây hương hướng khắp các mười phương cúng dường ngôi sao lao biển cõi đời vĩ đạo theo tử tấm làm lòng phục hợp giới chúng sinh tịnh phật từ gia hộ tâm bồ đề kim cố chí thu hoạch những đoàn xa đê cô nhật nên các vây về tự giác kể thư mẫu tất cả niềm thất sơ tam nhật cõi nam diên bồ đề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quốc tiền giang tỉnh cái bè huyện hậu mỹ
xã Hà Gia xứ trụ quận Kim Thành lễ tứ cúng đảnh chư sơn thiền đức hiệp cùng năm lớn Phật tử tại chùa Thiền Hòa, chùa Giảng Quốc, chùa Vạn Linh, chùa Giác Hoa cung đối Phật tiện kính viếng phần yêu thương tình thiết trước phun tụng pháp lũ còn kinh kim gì hồi hướng kỳ siêu hóa giảng gia đình có Phật tử thiện đức thế dân lương dân hoàng diệt hướng dương trần thế ngũ thế tử ư nộ tích ca đen rất nhạc sơ dị nhật mạng thời quy tay nhuận nguyện hương linh cố Phật tử thiện đức thừa tư tam bảo lực tính pháp dân kinh Phật sát biên đồ bản thân tịnh độ nhất thần thượng đạt trạng tội văn tiêu nguyện gian linh cố Phật tử thiện đức đất độ cao siêu kỳ nguyện tăng môn lý quyết nam nữ tư tôn kim lợi lạc khổ nguyện cập bồi hướng kỳ siêu tật tú quyền bất tôn nội ngoại chuyên nhân để luôn câu gì thiện hội hữu danh vô dị hữu dị vô danh các chiến sĩ cận dân đồng bào thủ lãnh phật loại chúng sinh thừa tư công đức cấp xã mê đồ vạn thân tịnh độ âm siêu dương giải thoát đức chúng sinh đồng năm phật quan nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma tát hiện đại xã bát vương ảo quan minh đề phật kiến mê chúng lành kích tâm vi mạng tâm thần lễ nam mô ta bà giáo chủ đều nữ bổn sư đại khí văn cầu tư tôn bậc thác quế định sao Yeah.
Thank you.
sống trong hơi thở, thở ra hơi vô là chúng ta đi thôi. Thì chú Hồng Viện này thì cũng không có phải lớn tuổi gì, cũng mới ngoài 50. Nhưng mà Đức Phật đã dạy chúng ta thở ra hơi vô là chúng ta đã xong một cuộc đời. Mình nói như vậy không có thể là nói như vậy để chúng ta bi quan, nói gì cũng nhắc nhở chúng ta làm những việc tốt, việc đẹp trong cuộc đời này. Riêng chúng ta bỏ giác thân này chúng ta được mang theo. Có như chúng làm việc thấy để từ ra vô thì thấy cũng làm lúc mà làm việc nhà nước thì làm việc mà nhưng mà lúc nào về nhà cũng là tận tụy trong sự lao động để mà lo kiếm những đồng tiền để cho gia đình để xây đỡ. Và hôm nay thì ông không còn để làm những việc đó nữa, hôm nay đã đi qua thế giới khác rồi. Thì hôm nay sự mất mát lớn trong gia đình, cha mẹ quý thuộc cũng như là vợ con, anh em họ hàng cũng như là các cấp lãnh đạo ở ủy ban thì mất đi một người đồng chí vô cùng là tốt đẹp, hôm nay không còn nữa. Thì hôm nay đến ra chùa, hôm nay chia sẻ sự mất mát đó và gia đình biến sự đau thương, biến sự mất mát này chúng ta thành sự cầu nguyện cho chân linh của Thiện Đức được nghe kinh nghe pháp, được siêu sinh về cảnh giới an lạc, đồng thời hiện tiền tham gia hiếu quyến được bình an thương thới. Và đồng thời các ba chùa thì cũng có thông quản cũng như là có một tình tài để cho cúng dường về cúng dường hôm nay. Mong tất cả trong thân bằng thân thuộc cũng tăng trà hiếu quyến để đi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nhất là ngày 4 của tháng 7 của năm Mậu Thước, Chư Tôn Đức Tăng ở chùa Thiền Bửu, Thiền Tông, Thượng Đức đến đây để phân ưu cùng để có những lời cầu nguyện cho chân linh, nhờ đó mà chân linh được sanh về cảnh giới Phật A Di Đà. Đức Phật đã dạy chúng ta thân tứ đại nhân duyên dạ hợp được vô thường thông lệ
Yeah.
các bạn tổ chức rửa tay. Kính thưa tang lý, cùng ông bà, cô bác, anh chị em, thân ngài lý phục trên xa và các đồng chí có mặt hôm nay. Đồng chí Lương Văn Hòa Hiệp, sinh năm 1969, quê quán ấp Hòa Thứ Hai, xã Hòa Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa gia đình và các đồng chí. Đồng chí Hùng, cùng đó đồng chí sống chung gia đình và đi học lớp cấp 3 trường Thiên Thụ Dương, xã Hậu, huyện A. Được sự giáo dục và truyền thống cách mạng của gia đình, đến tháng 1 năm 1989, đồng chí tham gia công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Hậu Bắc A, được giao nhiệm vụ làm kế toán nông nghiệp xã Hậu Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Đến tháng 3 năm 1992, đồng chí được giữ chức vụ kế toán ngân sách xã, ủy chủ ban nhân dân xã Hậu Bắc A. Và đến tháng 8 năm 1997, đồng chí được giữ chức vụ là ủy viên ủy ban nhân dân, phụ trách văn phòng ủy ban nhân dân xã Hậu Bắc A. Đến tháng 10 năm 2000, được đại hội đảng bộ xã Hậu A trúng nhiệm, đồng chí giữ chức vụ đảng ủy viên, ủy viên ủy ban nhân dân, phụ trách văn phòng ủy ban nhân dân xã Hậu Bắc A. Và từ tháng 8 2015 đến tháng 8 2016, đồng chí tiếp tục được đại hội đảng bộ xã Hậu A bầu vào ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã và giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng bộ. Từ tháng 9 2016 đến tháng 8 2018, đồng chí tiếp tục được phân công giữ nhiệm vụ và được đại hội tín nhiệm bầu đồng chí vào ủy viên ban thường vụ đảng bộ xã và giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hậu An cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi gia đình và các đồng chí, đồng chí Lương Văn Hiệp, trong suốt quá trình tham gia công tác, đồng chí còn có đàn giữ rất nhiều nhiệm vụ cương vị khác nhau, và bất cứ nhiệm vụ gì được đảng và nước giao, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Lương Văn Hiệp là một cán bộ đảng viên trẻ đầy năng nổ và nhiệt tình. Đồng chí luôn là được đảng và nước giao rất là nhiều nhiệm vụ rất trọng đắc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đảng và nước ta đang phát động cuộc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, và đồng chí rất là gương mẫu trong việc thực hiện các thủ tục đạo đức tấm gương của Hồ Chí Minh, luôn ra sức đóng góp xây dựng cho đơn vị xã nhà đạt thành cao trong nhiều năm qua. Đồng chí luôn là trẻ đóng góp, đồng chí đồng đội mến phục tình yêu. Đối với gia đình, đồng chí Diệp là một người con hiếu thảo, người chồng mẫu mực, người cha đáng kính, luôn xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí Lô Thiền là một người anh, người em gương mẫu, đóng góp xây dựng tình làng nghĩa xóm, tích cực đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Rồi rất nhiều cô bác, anh chị em, bạn bè, vì vậy cách mạng của đồng chí Lô Thiền thật quá những nỗi tốt của chúng ta. Do cơ bệnh đột ngột, đồng chí đã từ trần vào lúc 18:30 ngày 12 tháng 8 2018, làm ngày 12 tháng 7 năm 1 hưởng vui 50 tuổi. Chúc mừng gia đình và các thành viên. Đồng chí Lương Văn Hòa Hiệp đã dẫn tiền chúng ta đảng bộ và nhân dân và lực lượng nói chung một người đã chung lẽ được vui. Một đồng chí thích thức thân thương, gia đình mất đi một người con yêu, người chồng mẫu mực, người cha tôn kính, chấm nhiệm
mà tin một dự án, một người Chúa thực sự. Và kể từ đấy, cha mẹ già, vợ hiền, các con, vợ chí, không còn nhìn thấy thậm chí cứ gian hoàng gì nữa. Đây là một cái không có gì dù thật sự. Trong giờ phút cao tư này, chúng tôi mong rằng gia đình hãy biết cho tôi thành hành động các tài thiết thực, làm tốt cái gì mà đồng chí chúng ta được ở gia đình. Gia đình và anh chị hãy xây dựng một cái gia đình thật nhân minh chính hộ để đồng chí chúng ta được an lòng nơi an nghỉ cuối đời. Tên tuổi của đồng chí thế mặt đại nguyện hội đạo nhân ủy ban nhân ủy ban một cách hoặc trợ công đức Việt Nam xã Hội An xin tư với đồng chí là sẽ cố phấn đấu và phải sức sức nhiều người mà đại bệnh nhân giao phó cho tập thể An Bộ phía Nam quyết tâm xây dựng An Bộ xã Hội An ngày càng trong sạch vững mạnh và xây dựng quê hương ngày thiết giàu đẹp để xứng đáng giới thiệu xã hội hữu của mình của chúng ta. Vẫn biệt đồng chí, chúng tôi nguyện tất cả chúng ta hãy dành một phút nguyện để tưởng nhớ đến đồng chí luôn là quý mến của chúng ta. Một phút phục nguyện chào. Thank you.
Thank you.
đi đâu buồn. Yeah.
nó làm sao chị cắm đi rồi ông Tường rồi mấy con rồi. Con bước tới con rồi tới con thôi.
Nguyễn Trinh là chiếc người sinh nào bờ từ cái nơi tính tội. Hôm nay thưa huynh mãi theo tiếng thần tần về nơi đất Phật. Nước biển lớn lớn khiến đông đầy tình mẹ. Mấy trời lần lần cứ những cái cực tân gia. Bình nước tiên không có được người đặt xuống. Chẳng lấy đến cạnh cửa đội của Bình Nam Y. Và được sự hướng nước của gia đình anh em toàn đội dịch vụ mai tán trò vượt phút chúng cháu đây. Trước thành tăng thời điểm xin chia buồn cùng gia đình đồng ý. Và sau đó những chúng cháu có là vì sự hạn chế của gia đình nên không có muốn giết. Xin quý vị thông cảm bộ là. Dạ, đã lấy lễ được con dịch vụ mai tán trò vượt phút chúng cháu được lễ xin phép được bắt đầu. Thank you.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như